À, xin chào anh em, giới thiệu anh em đây là một cây lan hài. Thằng này thuộc lan hài tại vì sao? Tại vì này, cái khi nó nở cái hoa hoa rất là to đúng không? Này là một loại lan rừng, phải lan ngoại. Đấy, lấy nấy cho mọi người xem rất là đẹp. Thằng này là hài vân, tại vì cái cánh hoa của nó có những cái đường vân màu xanh 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 đây này. Đấy. Đấy. Đấy, lấy nét mọi người xem đấy. Hài vì sao? Tại vì cái phần hoa đây này nó hình giống như cái chiếc chiếc dây mà thấy không, chiếc dây hay gọi là cái chiếc hài hài mang ở chân vua chúa ngày xưa được gọi là lăng hài. Thì cái hoa này nó có một cái cánh lớn, hai cái cánh nhỏ hai bên, cái phần ria của cánh nó có những cái lông, có những cái mắt đen đen mà có những cái lông đấy. À, rất là đẹp. Đây là một cái hoa đã rụng rồi này. Cái phần của nó là nó có lá màu xanh, nó có những lá màu trắng xanh nhạt, có những cái mốc màu xanh. Ở đây lâu lâu tàn lắm. Nói chuyện với ai mà rầm rầm đi ra rầm rầm đi. Lên lên mấy nữa này, lâu tàn lắm. Đúng rồi. Thằng này chắc phải được 2 tuần rồi chú. Rồi lâu. Ủa? Rồi, lâu rồi. À, tháng. À. Hồi trước á cháu trồng 20 chậu này. 20 chậu này nha luôn. Mà sao bây giờ không thấy? Bây giờ xong cái người đến cho chậu hết luôn. Đợt em đi rừng á, em nhổ về. Em trồng nha. Em lấy về 2 chậu. Ừ. Đù cả đây nó lớn rồi nè, bắt đầu thằng này nó nhánh nè. Thằng này trồng thằng này địa lan trồng á là bây giờ như này, nếu mà dễ lấy sơ dừa là một. Cái đây là cái gì? Thang. Thang này đập vụn ra. Thang đập vụn ra trộn với sơ dừa với một ít cát, đó, ba cái thứ đó thôi. Là trộn lại là trồng. Anh trồng ra cái chậu lớn đó anh. Không, cái vị trí này chú trồng là tốt này, nó vừa có nắng, nó vừa có râm này. Nếu mà lấy cái chậu lớn đó nó nứt nhánh đồ ra nó nứt dậy đuôi luôn rồi. Đẹp đất cho mày vậy đâu. Đúng không? Nứt hơi bị hoàn nắng luôn á. Gầy lâu lắm á nha. Gáo dưa hả? Đây là gáo dưa. Là gầy lâu lắm á. Đây này chú, đúng chú có cái lớp ở dưới nó, hình như cái này ai trồng sẵn rồi nè. Ai trồng cho hả chú? Ở nhà trồng cái trồng cái trồng. Ừ, nó có vừa đầy đủ các thứ nè, có than, có cát nè. Cái đây là có đất nữa. Đây là Đà Lạt ở bên đó nè. Đó nè, cây mô này. Mô á. Là đó. Mô mấy cái đấy không thích. Thích chơi mấy cái dòng. Cái lan hai này trồng rất là dễ nè chú. Đúng rồi. Mà thằng này nó ưa râm nè, ưa râm hầu như là ưa râm hoàn toàn luôn. Gầy lâu. Giờ sáng nó giờ sống. Mà hồi do mình ở cái nhà thuê ấy, hồi lâu rồi. Hồi em làm nguyên liệu giấy mà, em lấy về mà. Đây, đây ngoài ra có một số cây này, móc câu nè. Thằng này là bạch câu, móc câu nè. Thắng nhiều chứ bộ. Bạch câu, móc câu. Cái loại đấy đẹp lắm đó, loại này. Mà anh không thấy hoa nó nha. Thằng này là hoa ấy nè, hoa nó đông lên nè. Thằng này hoa đỏ đỏ, hoa đỏ đỏ. Tao lấy cái sông môi. Ừ, có nơi nó gọi là cái gì sa. Nó lên như cái á, như cái hồng sa hay sao. Cái sơ dừa là con bỏ dưới rồi con đặt cái phong lan lên trên chứ nếu con để lên trên phong lan là nó thối lắm liền. Dạ. Ở trên chỉ có than thôi. Cái dừa dưới. Con biết con để sơ dừa lên nó thối biết bao nhiêu là bụi. Cái dừa dưới. Cái đó thằng này giả hạt nè. To lắm rồi. Dạ hạt nè. Thay cái xưa một bụi mà chị tách ra làm hai đó. Dạ đúng rồi. Cái đai bây giờ tách ra được nè. Nó đỡ là nó chen. Anh Tùng. Dạ hạt nè. Dạ đó, dạ hạt nè. Dạ hạt kỳ nè. Cái này tách ra. Này, địa lan ha. Mấy cái địa lan này ở rừng nhiều lắm nè. Đồ lan. Đâu tôi gần gần chứ mà muốn tôi nè, tôi ấy nè. Mua cho nó định là bông mình đắt xí bột không? Không. Địa lan này ở Tây Nguyên nhiều. Thủy Tiên nhà chú công nhận. Đây cũng là Thủy Tiên. Đây cũng là dòng Thủy Tiên mà. Thủy Tiên ra hoa đẹp thật. Nhanh tàn lắm. Nhanh tàn nhưng có điều nó ra cũng đẹp. 3 ngày thôi. Những cái một cái cành lá của nó là nó ra hoa nhiều lần, nhiều năm. Rồi sắm liền rồi. Dễ sống rồi nó lâu lắm. Đồ có trúc Phật bà nó ra nè. Trúc Phật bà của anh hôm bữa đó, nó ra bông rồi. Ủa dưới này đang ra một cái búp nữa nè.
lần hai ra bướm nữa này. Ba vậy là ba bông đấy, đôi phúc lộc thọ rồi đấy. Hôm nay là hồ điệp này, hồ điệp mô này, nhà cây cây lớn của chú chết rồi phải không? Cây đấy, bây giờ nó đang sống ra cái nữa mọc cho này. Thằng này là ngọc thạch này, đây là ngọc thạch, đây giáng hương này, đây vảy rồng này. Vảy rồng xuống ngoài cho ăn đấy. Vảy rồng đẹp đấy. Vảy rồng. Cái này là ra bông không? Đồ anh định. Thằng này là thanh đạm nè, ra bông to lắm nè. À đâu, thằng này là lan ngoại mà. Thằng này là vụ nữ. Không phải. Còn ở đây cái gì? Dạ. Ôi thằng này lan này chơi hoa nhỏ nhỏ, nhỏ xíu như con tay út nè. Ok, có cây thuộc thủy tiên tươi. Thủy tiên nó đẹp. Ừ. Nó ra đúng rồi, mà sao hôm bữa xong anh định lấy cái đây hôm lâu á hả? Đâu, bảo đi xin hư đó. À, đi mới đây mà. Tức là nó nhú sẵn rồi đấy. À, đẹp quá. Thủy tiên nó phải đẹp như xưa giờ. Không, đẹp nhưng mà nó mô tả, biết nó mô tả. Hoa rực rỡ hả? Chúc Phật bà đâu rồi đây? Chúc Phật bà đó. Chúc Phật bà nhà anh đâu rồi. Cái vị trí của chú đây trông đẹp à? Vảy rồng. Chú nè, chuẩn bị tháng 3 tháng 4 là vảy rồng nó ra hoa nè. Đây vảy rồng nè. Giáng hương. Chúc Phật bà. Chúc Phật bà này thì cái mắt của nó dài. Thằng này đen.